Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì sao sắc cũng gọi là sâu xa, vì sao thọ tưởng hành thức cũng gọi là sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao nhãn xứ cũng gọi là sâu xa, vì sao nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng gọi là sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao sắc xứ cũng gọi là sâu xa, vì sao thanh hương vị xúc pháp xứ cũng gọi là sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao nhãn giới cũng gọi là sâu xa, vì sao nhĩ tĩ thiệt thân ý Ý giới cũng gọi là sâu xa. Bạch Thế Tôn, vì sao sắc giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao thanh hương vị xúc pháp giới cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao nhãn thức giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao nhãn xúc cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa. Vì sao các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao địa giới cũng gọi là sâu xa, vì sao thủy hỏa phong không thức giới cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao vô minh cũng gọi là sâu xa, vì sao hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn vì sao bố thí ba la mật đa cũng gọi là sâu xa? Vì sao tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn vì sao pháp không nội cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng gọi là sâu xa Bạch Thế Tôn, vì sao chân như cũng gọi là sâu xa, vì sao pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng gọi là sâu xa.